Hi Clean, xin chào. Hôm nay em giới thiệu cho quý anh chị một chiếc quạt thổi công nghiệp HC535. Đây là mẫu quạt công nghiệp để thổi sàn. Đó, thì em xoay sơ một vòng cho quý anh xem. Đó. Đầu tiên em giới thiệu về tổng thể của máy là công suất 1000W với tính năng là thổi trên sàn, dùng để thổi thảm, thổi gió, thổi trong nhà kho, thổi sàn ướt, dùng trong siêu thị, bệnh viện, vân vân, chỗ nào mình cũng dùng được hết, miễn sao là mình dùng đúng chức năng thổi gió. Ok rồi, đầu tiên em giới thiệu cho quý anh chị là cái miệng gió này. Đó, nó nằm ở sát với mặt sàn luôn, do bây giờ em đang để trên cao thì quý anh chị nhìn thấy nó ở trên cao này thôi, đặt xuống sàn nó nằm sát với sàn. Đây, miệng gió nó bề dài nó khoảng 4 tấc và chiều miệng gió chiều cao nó khoảng 10 tấc. Về kích thước tổng thể của em nó thì dài rộng cao là 48 x 42 x 49, màu xanh với ba mặt gió này. Đấy, mặt bên hông này đó, nó thiết kế một cái khung nhựa này, nó bao bảo vệ cánh quạt, và mặt bên hông này cũng vậy đó, và mặt thổi gió ra đó. Ok, đây nó có quai cầm luôn đó, để mình xách, mình mang, mình có thể nắm. Và đằng sau nó có thiết kế bánh xe. Đây, bánh xe của máy. Đây, hai bánh xe đây nha. Rồi, đây một cái tay xách như một cái vali hai cấp độ. Đó, mình có thể là kéo lên, kéo xuống để mình di chuyển cùng với hệ thống bánh xe này. Mình kéo tới, kéo lui, di chuyển ra vị trí. Rồi, về phần motor thì quạt thổi sàn HC535 High Clean được thiết kế dây đồng, công suất 1000W cho sức thổi là liên tục với 3 cấp độ gió, cấp 1, cấp 2, cấp 3. Thì phía đằng sau nó có công tắc để mình điều chỉnh cấp độ gió đây. Đó, nó có đánh dấu là H này. H là cấp độ gió cao nhất, M là trung, và L, đấy, L là mức nhỏ nhất, và số 0 là mình tắt nó đi. Đó, mình vặn với nút xoay chiều, chiều nào cũng được hết. Rồi, đối với quạt thổi sàn High Clean HC55 thì nó quá phổ thông trên thị trường, nó dùng nhiều trong thổi sàn trong các siêu thị để cho cái không khí nó luân chuyển trong các nhà vệ sinh, nó bay mùi đi. Rồi có thể là mùa mưa thì mình có thể thổi sàn cho nó khô sàn, làm cho cái sàn nó khô, không bị ẩm ướt nữa. Và ngoài ra thì khi mà quý anh chị giặt thảm, vệ sinh thảm thì bắt buộc phải có một chiếc máy thổi quạt như thế này để thổi sàn cho thảm nó khô, nó sạch và nó thơm tho, nó không bị hôi thảm sau khi giặt. Rồi, rồi xin cảm ơn anh em, quý anh chị đã theo dõi cái review ngắn gọn của mình về chiếc quạt thổi công nghiệp 3 tốc độ High Clean HC535.